Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Kinh Lăng Nghiêm tuyệt đối là bộ chân kinh. Hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 1976, tức là ngày vía Đức A Di Đà. Tôi đối trước mười phương chư Phật phát nguyện như sau. Nguyện gì? Nguyện này có liên hệ đến vấn đề Kinh Lăng Nghiêm là thật hay giả. Gần đây có rất nhiều học giả phê bình Kinh Lăng Nghiêm, cho rằng bộ kinh này không phải do chính Đức Phật Thích Ca nói ra, mà là do người đời sau ngụy tạo. Đó là lối tuyên truyền phá hoại, làm cho rất nhiều tín đồ không muốn thâm giải Phật Pháp, sinh lòng phỉ báng hoài nghi. Nhiều người nghe nói thì nói theo, nhưng lại không biết chân giả thế nào, đó là điều rất đáng thương. Hôm nay, tôi đối trước mọi người mà bảo chứng rằng, Kinh Lăng Nghiêm là bộ kinh chân thật. Không những Kinh Lăng Nghiêm mà chú Lăng Nghiêm cũng chân thật. Kinh Lăng Nghiêm là chân thật của Phật, là xá lợi của Phật, không ai có thể phá hoại được. Có Kinh Lăng Nghiêm thì có chính pháp, không có Kinh Lăng Nghiêm thì không có chính pháp. Nếu như Kinh Lăng Nghiêm là giả, thì tôi nguyện sẽ bị cắt lưỡi và đọa vô gián địa ngục. Tôi hy vọng các vị từ đây về sau phải có trạch pháp nhãn, đừng nghe theo lời của các vị tiến sĩ hay học giả nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm mà cho rằng bộ kinh này là ngụy tạo. Các vị đừng để bị dao động, mà trái lại cần phải có định lực để chuyển hóa sự sai lầm đó. Vì sao những kẻ đó lại cho rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả tạo? Là vì họ đã mê lầm đến cực điểm, không muốn cho chánh pháp trụ thế, không muốn người khác tu hành, cho nên cố ý phá hoại. Trong Kinh Lăng Nghiêm có dạy rằng, dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất, nghĩa là lòng dâm không dứt, trần gian chẳng thoát. Chỉ hai câu này thôi cũng đủ chứng minh bộ kinh này hàm chứa diệu lý chân thật, xác quyết của chư Phật nói ra, nếu không trừ được lòng dâm dục thì không thể ra khỏi được tam giới. Cũng có thể nói rằng, nếu không đoạn dục, khứ ái thì căn bản không thể nào chứng quả được. Trong Kinh Lăng Nghiêm còn dạy rằng, nhược bất đoạn dâm tu thiền định giả, như trưng sa thạch, dục kỳ thành phản, vô hữu thị xứ. Nghĩa là, không dứt lòng dâm mà tu thiền định, cũng như nấu cát rồi mong thành cơm, thật chẳng thể được. Do đó, quán chiếu thì biết rằng, chánh pháp nhãn tạng là ở đây. Phàm là người Phật tử chân chính thì nhất định phải ủng hộ nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm và tụng trì chú Lăng Nghiêm, bởi vì chú này có năng lực không thể nghĩ bàn, đó là kinh nghiệm của chính bản thân tôi. Tôi lại phát nguyện đặc biệt nhấn mạnh rằng, bộ Kinh Lăng Nghiêm là thật chứ không phải giả. Nếu tôi có sai lầm thì nguyện sẽ đọa địa ngục và bị cắt lưỡi. Hy vọng các vị nhận thức rõ ràng vấn đề này, tự mình phải có chính kiến, đừng cô phụ lòng tôi. Ha ha ha, 问什么的说